Và phía trước mình là trạm thu phí số 2. Trạm T2 và trên bản đồ mình sẽ để là trạm T2. Và đến đây là mình mua vé ở trạm T3 các bạn. Đến trạm T2 này mình trả, chứ không có mua vé nữa. Và mình sẽ quay phần 5 từ trạm này đến Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch các bạn. Cái đường mà có cái gì mà bự bự chính giữa một bên các bạn. Chứ mình không có mua nữa nha các bạn. Mình mua ở trạm T3 và đến trạm T2 này mình trả vé. Phật này là dài 18 km, từ cái trạm T2 này đến cái giao lộ, cái vòng xoay và cái chỗ trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch mà. Cái chỗ giữa có cái tròn tròn bự bự á, xanh trắng, mình không biết kêu bằng cái gì. Mình sẽ kết thúc phần 5 ở đó, dài 18 km của đường đi từ thành phố Vũng Tàu về Sài Gòn của kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký. Tổng chiều dài đường đi khoảng hơn 140 km nha các bạn. Dạ, vợ chồng mình xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng vợ chồng mình thưởng lãm cảnh đẹp trên quốc lộ 1 hoặc trên quốc lộ 51 về đến Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch các bạn.
mình chuẩn bị rẽ vào đường Tôn Đức Thắng để vô thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhân Trạch, Long An, Long Thành, Đồng Nai. Đường này là đường Tôn Đức Thắng các bạn. Trên đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai.
tiếp tục đi trên đường Tôn Đức Thắng các bạn. Tôn Đức Thắng ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Di tích rừng Sác, rẽ trái 7 km rồi. Là sao mình chưa hiểu. Ở rừng Sác Cần Giờ thì còn xa lắm nha các bạn. Rừng Sác là ở đâu thì mình không biết. Rồi có tấm bảng 60 km các bạn.
nhiều các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây ạ.